Hiện nay, do môi trường làm việc phải tiếp xúc liên tục với máy tính hay do chế độ ăn uống bất thường đã gây ra một số bệnh về mắt như là cận thị, viễn thị, loạn thị hay là lão thị. Thì để hạn chế tình trạng này, sau đây hãy cùng Xuân Nông tìm hiểu một số loại rau quả giúp đôi mắt bạn sáng khỏe nhé. Thì loại củ mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên đó chính là củ cà rốt. Thì cà rốt chứa nhiều beta carotene, khi hấp thụ vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, tạo sắc tố võng mạc, giúp mắt nhìn tốt hơn. Ngoài ra, cà rốt còn giúp chữa chứng quáng gà và hạn chế bệnh đục thủy tinh thể. Kế tiếp đó là bắp ngô. Thì bắp giàu beta carotene và folate, đây là hai chất giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Ăn quả này thường xuyên thì giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và giúp ngăn ngừa sự tiêu hủy các sắc tố màu vàng trong mắt. Thì một loại quả làm đẹp da và bây giờ nó cũng rất bổ mắt đó chính là quả bơ. Thì quả bơ chứa hàm lượng lutein nhiều hơn tất cả các loại trái cây hoặc rau củ khác. Đây là thành phần dinh dưỡng có tác dụng cải thiện thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Tiếp đến đó là một loại quả rất quen thuộc đó chính là cà chua. Thì cà chua chứa chất lycopene chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. Vitamin C trong quả này có tác dụng tăng thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Thì cà chua cũng giàu vitamin A giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh nghiêm trọng dẫn đến mù mắt. Cá cũng được xem là loại thực phẩm bổ mắt nhất. Thì hầu hết các loại cá nhiều dầu như là cá hồi, cá ngừ giàu omega 3 có tác dụng bảo vệ võng mạc nhờ khả năng chống viêm. Omega 3 cũng giúp bảo vệ các mạch máu nhỏ, nuôi dưỡng mắt, trị bệnh khô mắt rất hiệu quả và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra thì sô-cô-la cũng có tác dụng tăng khả năng lưu thông máu, giúp mắt đỡ mệt mỏi, thị lực tốt hơn. Tuy nhiên, người đã bị đục thủy tinh thể thì không nên ăn sô-cô-la vì chứa vanadium vốn không tốt cho mắt đã mắc bệnh này. Một loại quả rất dễ tìm kiếm ở ngoài chợ đó chính là đu đủ. Thì đu đủ rất giàu vitamin C, B, kali, magie, chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa, vừa tăng cường sức đề kháng và bảo vệ đôi mắt. Đặc biệt, hoa quả có hàm lượng vitamin C dồi dào được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về mắt như là đục thủy tinh thể. Lưu ý, trẻ trong độ tuổi ăn dặm, mẹ nên tập cho bé ăn với đu đủ chín bằng các xay nhuyễn. Trẻ lớn hơn có thể cắt đu đủ thành hạt lựu trộn với phô mai để ăn. Hạnh nhân cũng góp phần chống khô mắt. Mỗi ngày ăn một nắm hạt này hoặc trộn với ngũ cốc để ăn sáng sẽ giúp đôi mắt bạn khỏe mạnh hơn. Một loại hạt cũng tương tự đó chính là hạt điều. Thì các thành phần dinh dưỡng trong hạt điều có tác dụng bảo vệ đôi mắt, tăng cường thị lực, ngăn ngừa bệnh liên quan đến suy giảm thị lực. Kế tiếp đó chính là khoai lang. Khoai lang giàu beta carotene, vitamin A, C, chất xơ, có lợi cho đôi mắt. Đặc biệt loại củ này chứa nhiều vitamin D giúp tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng cho đôi mắt bạn sáng khỏe hơn. Thì để có một đôi mắt khỏe mạnh thì bạn nên tăng cường ăn lòng đỏ trứng gà. Trong lòng đỏ trứng gà chứa lượng lớn lutein và quercetin giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Nguồn vitamin D có trong trứng gà còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi cho đôi mắt. Ngoài ra, các loại rau lá xanh giàu vitamin, chất chống oxy hóa lutein. Trong khẩu phần ăn hàng ngày nên có một trong các loại rau như là cải xoăn, rau vina, củ cải để tăng cường thị lực, bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời, là làm tăng mật độ sắc tố của tế bào trong điểm vàng. Lưu ý, để tận dụng hết những lợi ích từ rau xanh, không nên luộc hoặc nấu quá chín. Xuân Nông vừa giới thiệu cho các bạn một số loại rau quả giúp tăng cường thị lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.